Chào cả nhà, chào các bạn. Thì hôm nay Thiền đem cái món quà này lên chia sẻ cho cả nhà là cái phong tục của người Đài Loan. Gả cái đứa con gái của mình đi lấy chồng thì mời tiệc cưới phải có cái phong tục gì? Thì chim then gùa sang lại phân sàn chữ gùa mệnh gia nạnh gùa mệnh thải quanh thì ở cha rịnh là xuyền khơ si sông sĩ thẻ giao sông sầm mỏ lì u. Thì cái này là cái hộp quà nha cả nhà. Thì Hiền gỡ gập gò ra thử chưa có siêu lì u không? Trước hết là cái thiệp cưới chưa có sư sĩ thẻ. Thì cái thiệp cưới này ở chỗ nào thì nó cũng giống nhau thôi. Chưa sĩ thẻ chê nại cơ cõi cha khờ nửng sốc tô y giang. Thì để Hiền gỡ ra thử nha. Vừa khai khanh khanh. Đó, đây, đây là cái tấm thiệp cưới của người Đài Loan cả nhà. Chưa cơ sư lì men tự. Đó. Thì cũng giống bên Việt Nam mình à. Ở nhiều khi cái thiệp mời này là có cái hình cô dâu chú rể như cái nhà chỉ thẻ dụ sư hô dụ nó cơ xin nản kinh xin nẻn chứ cơ tôi mẹ dụ. Thì còn cái tấm này thì cái địa chỉ cho mình đi lại cái chỗ mà mình ăn tiệc với cả nhà. Thì trên chai quà khai chứ cơ khanh khanh. Giờ Hiền mở cái hộp quà này ra nghe. Quà là cái gì đây? Nặng trĩu luôn cả nhà ơi. Này, hộp quà. Thì Hiền gỡ cái hộp quà này ra thử nha cả nhà. Ủa sao nó cứng ngắc vậy ta? Hiền gỡ ra nha. Làm cái hộp rất là đẹp luôn. Các bạn để Hiền gỡ ra. Ở đây nó có dán cái miếng. Giờ Hiền mở ra thử luôn cả nhà. Ý, toàn là đỏ tươi không. Sẩm bu tô sư hỏng sơ tự. Đây là cái hộp quà. Đây ở trong đây là các loại bánh nè cả nhà. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp luôn. Cái hộp bánh. Wow. Không biết phải bánh không nữa. Các bạn nhìn nè, đó. Mình gỡ cái này ra luôn. Các bạn, cái hiệu này là rất là nổi tiếng luôn cả nhà. Ở Đài Loan là Chiêu Trinh Nạnh. Chiêu Trinh Nạnh cái hiệu này là nổi tiếng ở Đài Loan về cái bánh đám cưới nha cả nhà. Cái tiệm này là rất là mắc luôn. Ở đây nó có cái tên nè. Tới mà cái bánh nó có in chữ mà cái tên hiệu tiệm đó cả nhà. Thôi mình cưa ra ăn thử nha. Đây. Còn cái này cái gì nữa ta? Cái này là kẹo dẻo cả nha. Chuyện hồi Hiền lấy ra ăn luôn. Ở dưới đây còn thêm một hộp nữa nha cả nhà. Hộp bánh nè. Chê sa mê thải dù y hợ biện sẩm mua tôi dông hỏng sơ tự. Điện hình tô rồi cả nhà ơi, tẩm mua tôi cứ biện rồi. Thì Hiền tà khai cái Hiền mở cái này ra ăn thử ha. Và tà khai cho cơ biện sư thanh khanh hào bác hào sư dương nguyên cho cơ phải chưa
chư trên nạn của mình phải quan chơi dù miệng tờ hình dù miệng tờ chư trên nạn thì bây giờ thì thui cái bánh ăn cả nhà. Sao mà không có tặng mình cái dao cắt nè, chứ thường thường cái bánh này thì có cái dao cắt, thì đi lấy cái dao cái ha. Hộp bánh Hiền khui ra rồi cả nhà, thì Hiền cắt thử nha cả nhà. Mình cắt cái bánh này. Ồ. Cả nhà nhìn. Nó giống là cái bánh mà lúc Hiền cũng có đem lên chia sẻ cho cái nhà, cái bánh mà ta biển á. Chứ cơ sư ta biển tự thế lì men sư sầm mô khổ quê và sư khanh khanh. Để coi Hiền ăn thử coi ở trong nó bỏ gì cả nhà. Chỉ có trà bông rô sung cơ nơ cơ hình trang cơ y thổ ạ. Lì men sư cái nhân nó rất là dẻo luôn đó nha, rất là dẻo, rất là ngon luôn á, nó mềm èo à. Để men nó hỉnh loàn hỉnh loàn, cái này mình ăn không hết là mình phải bỏ tủ lạnh cái nhà để nó hư đó. Nhưng cái bánh này nó ngọt, chưa cơ biển hư thẹn nè. Đây là cái bánh này thử đây nè. Mình khui cái bánh này nha cả nhà. Nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, nó dễ khắc luôn, tha hình. Ồ, xe bú xì lại nè. Wow. Cái phía trong nó nhìn nó giống y hệt cái bánh cung thu bên Việt Nam mình luôn. Lì men hình xen chung họ khổ quê xà mó to dụ. Cái bánh này mới giống bánh trung thu Việt Nam mình nè cả nhà. Nên là tha hình sang gia lạnh từ Trung siêu biển à. Khổ quê y da. Sư cho cơ là khỏi nhớ cái bánh trung thu Việt Nam mình luôn. Nó giống y hệt luôn. Ở trong bỏ rất là nhiều cái y rịnh nào, xíu mạ nào, xương rịnh nào, sà mó tô lê hành xe to dù chai lì men này. Nhưng cái bánh này nó ngọt cả nhà ơi, nó giống Việt Nam với đấm mình luôn. Và bố sư hăng sư năm mà thèn, khấu sư chơ tên. Dù bố tên tên thèn đó, hơi thèn. Ăn cái này là ngán đó cả nhà.
这个饼我没办法是那么大，真的有点甜。那ngọt thì mình có thể bỏ vô để được lâu một chút. Nếu mình cui ra như là cả nhà, mình phải bỏ vô tủ lạnh không thôi nó hư nha. Mình không cui ra thì mình để ngoài vài ngày không sao, chứ mà khui ra thì cũng phải bỏ vô tủ lạnh. Nhưng cái bánh này là vẫn tạ khai là y tiên giao phong như sang bữa rảnh hôm hai tiêu nhưng quy tham mỹ dục phong phản phù chi. Bánh ngọt quá, cái này ngọt thì ngọt là hiền chảy kẹo. Cái cơ thắng còn của Vietnam mà thiệt rồi. Cái kẹo này nó không có ngọt gì mấy nè, cái kẹo này ngon rồi đó nha. Rồi dẻo. Cái cơ thì hơi thèm. Cái cơ thì hơi thèm. Hai cái bánh bánh nào cũng ngọt hết lắm cả nhà ơi. Ngọt lắm. Làm cái bánh này thì không muốn khui ra luôn. Mà thì không có ăn ngọt được. Dơ biển thì mới hơi thẹn nè. Dù cái nhiều khi mình mua cái tiệm các bạn ăn rất là ngon luôn. Tại vì Hiền không có ăn ngọt được hen, chứ nhiều người ăn ngọt thì cảm thấy là ăn rất ngon. Còn Hiền hơi ăn, Hiền thích hơi ngọt chút xíu thôi. Cái này là tính ra Hiền ăn thì hơi ngọt hơn cả nhà. Và bữa sĩ hoan sư năm mà thẹn. Dù rảnh rủ gò sĩ hoan sư thẹn rồi chứ cơ chứ hỉnh hào sư rồi. Và sĩ hoan sư quý giao năm cái cơ. Cái cơ của son nó cơ hơi thẹn nè. Cho nên cơ của chúng ta chẳng cả tay rồi. Bây giờ tao chứ cơ sư sẽ mất khẩu ơi. Thì cái bánh này á, bánh này á thì Hiền không có khui ra nữa nha cả nhà. Ở trong đây thì nó cứ mè đen rất là nhiều, ô mè trắng rất là nhiều luôn. Cái bánh này chắc bánh mặn đó, còn hai bánh này bánh ngọt quá, nhưng mà Hiền không có khui ra nữa. Thì Hiền chia sẻ cho cái Đài Loan thì cho các bạn thì phong tục của người Đài Loan thì mình đem lại mình mời tiệc cưới là phải tặng quà nha cả nhà. Nhưng mà của buổi giao tạ khai đời Vinh Quy chứ cơ thay thẻn của mấy bạn phạm xưa thì ở bên đây á, nhưng mà lại nếu mà người con trai đi cưới vợ thì mời thiệp cưới không có bánh cả nhà, sao ngộ vậy không biết nữa. Nhưng nếu mà gả con đi á, thì phải có bánh, còn nếu mà cưới cô dâu về á, cưới dâu về thì mời thiệp cưới là không có bánh. Bởi vì ai mà lại á mời đám cưới nè mà thấy cái thiệp không là biết là bên đằng trai, còn nếu mà thấy cầm một hộp quà là biết bên đằng gái nha cả nhà. Ở bên đây thì nó chia ra như vậy. Dây thải của anh nè, rủ còn nó cơ lại nó cơ xong xí thẻ từ rủ cò khăn tao khăn nã biển chứ tao sư nó cơ nị phăng, còn mấy vô nã biển về chứ tao sư nản phăng. Nhưng mà bây giờ là người ta sanh con rất là ít luôn cả nhà. Bởi vậy nhiều khi bên mà đàn trai á, bên nam á, cưới vợ á, nhiều khi đem thiệp cưới lại mời á, cũng có một cái bánh, nhưng mà cái bánh nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn thôi chứ không có được nhiều ha. Như dù sư hô chai thải quanh trên chai hải trừ sinh thai xạo là nắng phăng dù sư hô. Vậy dù sang y cơ lì hở hở sư xéo xèo ở gì bố huy năm mờ to lì phăng y tiên dâu sông y cơ ta lì hở nắng phăng vũ cò dù sông vô sông xèo tờ bố rảnh tao mấy hồ sông. Thì Hiền chia sẻ cho các bạn là người cái phong tục của người Đài Loan thì gả con nè thì phải có lại mời thiệp cưới thì có
những gì thì Hiền chia sẻ cũng hết rồi nha cả nhà. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền nha. Và phân sẵn là cơ và mình gia nạnh và mình thải quanh tờ phong sụ xong sĩ thệ hãy giao xong lì hở dễ trẻ su lỡ và xe ta cha khan hoành và tờ yên phen. Thì hãy mê tiên gia từ rỉnh chi tới băng và tiên gia phân sẵn su chi ô. Bye bye.